vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo xong cô gái hoảng hốt khi thấy camera trên trần nhà sau khi đi vệ sinh và tắm rửa thay quần áo trong nhà vệ sinh của bệnh viện cô gái vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra trên trần nhà có camera an ninh mới đây một cô gái đã quay lại video bốc phốt bệnh viện lên mạng xã hội nguyên nhân là do cô phát hiện thấy camera được lắp trong nhà vệ sinh đáng nói hơn cô chỉ thấy camera sau khi làm vệ sinh cá nhân trong đó xong sau khi đi vệ sinh và tắm rửa thay quần áo mới thấy camera ở trong nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh trong bệnh viện, không biết giấu mặt đi đâu luôn, cô gái viết. Đoạn clip được cô gái quay ở phía ngoài nhà vệ sinh, nhưng nếu nhìn ở góc độ này sẽ khó mà thấy được camera. Tuy nhiên, khi cô gái phóng ảnh to ra, quả thật trên trần nhà có một đồ vật trông rất giống camera. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khuyên cô gái nên báo cảnh sát, làm rõ vụ việc vì gắn camera ở nhà vệ sinh rõ ràng là hành vi quay lén gọi báo công an đi bạn bởi vì đây là khu vực riêng tư nên lắp camera là quay lén là hành vi sai trái rồi một người bình luận tuy nhiên số khác lại cho rằng đây không phải là camera an ninh vì chẳng ai gắn camera lộ liễu như vậy cả đó có thể là đèn chiếu sáng hoặc thiết bị báo cháy cái đầu đèn treo tường chứa camera gì ở đây bạn lờ a viết không ai gắn camera lộ liễu như vậy đâu bạn xem kỹ lại đi coi chừng hệ thống cảm ứng khói báo cháy thôi bạn tah bình luận như vậy Nữ cư dân mạng vẫn một mực khẳng định rằng đây rõ ràng là camera, vì ở nhà bác cô cũng có cái y hệt như vậy. Chẳng qua là vì cô quay video vào ban ngày nên không thấy rõ, buổi tối nó còn sáng mắt camera. Hiện chưa có kết luận thiết bị lắp trên trần nhà vệ sinh bệnh viện là gì, và nó vẫn khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.